Sức khỏe 60 giây. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vui máy đo đường huyết của hãng Oke ha. Cái này là của hàng của Ý ha, sản xuất tại Ý luôn. Giá niêm yết của hãng là 1.150.000 cô chú ha. Rồi, cái hũ que của nó đi theo rồi. Mình sẽ có cái hũ que là 380.000. Cái này là loại que là 50 tép ha. Cái loại que 25 tép thì giá rẻ hơn, đó là 230.000. Thì nếu mà như cô chú anh chị mình mua cái máy mới thì mình sẽ có một cái máy và một hũ que là 25 que nha. Còn hũ que 50 que mình mua thì sẽ tiết kiệm hơn. Đây là hãng Oke sản xuất tại Ý. Hàng này thì được bảo hành trọn đời cô chú ha. Tức là mình mua một lần thôi. Sau này máy mà có trục trặc hư mà không bị vỡ bể nha, mình gửi về hãng, hãng sẽ đổi máy mới cho mình. Hoặc là nếu sau này trường hợp mà hãng không cung cấp que nữa mà ra model mới thì hãng sẽ hỗ trợ cho mình đổi máy mới cô chú ha. Mình chỉ mua một lần thôi, tại vì trước sau gì 5 năm nữa mình mới mua thì mình mua sớm, mình có thể sử dụng sớm cho gia đình. Mình chỉ mua máy một lần thôi. Rồi bây giờ mình sẽ khui máy nha. Cái máy này là 1.150.000. Nếu mà mình mua mới thì mình sẽ có thêm hũ que nha, 55 que, 55 kim. Rồi bên trong mình sẽ có hướng dẫn bảo hành nè, và hướng dẫn bằng tiếng Việt, tiếng Anh luôn, đầy đủ luôn. Quỳnh Sơn có một cái video để cho cô chú mình xem đó, là cách sử dụng như thế nào cho chính xác và đơn giản. Thì đi theo máy thì mình sẽ có một cái cây bút lấy máu nè, một cây bút lấy máu ha. Mình gắn cái cây kim vào để khi mà mình kéo còm để vô tay mình chích một cái thì nó sẽ chích rất là nhanh, mình sẽ không có đau đâu. Và mình chỉnh được độ sâu của cây kim sau khi mình nặng lấy một tiếu máu. Thay vì mình dùng cây kim á mình chích vào tay thì mình không có can đảm ha, thì mình sẽ cho vào cây bút này, mình kéo cò ấy để vào tay bấm luôn. Thì cái này Hoàng Sơn có video hướng dẫn cô chú mình rồi, và đây chỉ là video hướng dẫn khui máy xem hàng chính hãng thì bên trong có những gì. Trên thị trường thì máy đo đường huyết rất là nhiều, tầm vài trăm ngàn cho đến vài triệu. Thì theo Hoàng Sơn thấy á, dòng mà trên 1 triệu là được nhiều sự lựa chọn nhất, tại vì cái độ tin cậy uy tín rất là cao ha. Đây là thân máy cô chú anh chị ha. Mình sẽ có một cái nút bộ nhớ để mình có thể xem lại. Rồi mình sẽ có cái hộp đựng pin, hai viên pin 2032 ha. Rồi ở chỗ đây mình cắm que vào, và khi xài mình có thể lấy que ra dễ dàng. Thì Hoàng Sơn có hướng dẫn rất là chi tiết cả nhà mình nên đo như thế nào cho chính xác và cách cài đặt như thế nào cho nhanh. Rồi cô chú mình thấy ha, cái máy nó rất là gọn, mình có thể cho vào cái túi như thế này. Rồi cái cây bút lấy máu mình sẽ kẹp ở đây đó, kim và que, để hũ que sau khi mình bỏ ra thì mình cho vào đây, mình đậy lại như thế này nè, mình sắp đi công tác du lịch rất là gọn ha. Rồi đây là máy đo đường huyết của hãng Oke, bảo hành trọn đời cô chú ha. Và mình vừa khui máy xong, giá của hãng là 1.150.000, bảo hành trọn đời ha, đi kèm là hũ que 25 que nha. 25 que trị giá là 230.000. Và đây là hũ que nếu mình mua loại lớn á, 50 que thì mình sẽ tiết kiệm được hơn, đó là 380.000 khi mình sử dụng nhiều. Rồi Hoàng Sơn cảm ơn cô chú đã theo dõi.